Trong khuôn khổ hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi gặp mặt ông Than Myint, Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hòa Liên bang Myanmar. Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cảm ơn Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hòa Liên bang Myanmar đã dành thời gian đến thăm các gian hàng của hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar năm 2018. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các đoàn giao thương nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Để hai nền kinh tế gắn kết chặt chẽ hơn, Thứ trưởng đề nghị Myanmar đưa mặt hàng thanh long ra khỏi danh mục cần xin phép giấy nhập khẩu như đã thống nhất tại kỳ họp tiểu ban hỗn hợp lần thứ 9 và tiếp tục thu hẹp danh mục mặt hàng này trong thời gian tới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ dầu khí và kinh doanh xăng dầu tại Myanmar. Cùng với ghi nhận đề nghị của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hòa Liên bang Myanmar cũng đề nghị Việt Nam cho phép nhập khẩu mặt hàng đậu của Myanmar và mong muốn Việt Nam tạo thêm nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát triển giao thương, mong muốn đón nhận nhiều nhà đầu tư từ phía Việt Nam. Tính đến hết tháng 10 năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Myanmar đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại đứng thứ 9 của Myanmar và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Myanmar. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hòa Liên bang Myanmar đã cùng đề ra phương hướng để sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD trong thời gian tới.